Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề đó là tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt do vi phạm quy định chứng khoán. Cụ thể nội dung như sau. Theo đó, HPG bị xử phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát không có thành viên hội đồng quản trị độc lập. Cái vi phạm đây là không có thành viên hội đồng quản trị độc lập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể xem như thế nào các bạn nhé. Thì chúng ta đều biết rằng hội đồng quản trị có vai trò vô cùng quan trọng. Những cái ông này cũng họp lại và đưa ra những quyết sách lớn đối với sự phát triển của công ty. Thì hội đồng quản trị gồm hai loại thành viên là thành viên điều hành và thành viên độc lập. Và có quyền và nghĩa vụ như sau. Một là quyết định các vấn đề liên quan đến giá cổ phần và trái phiếu. Hai, quyết định các giải pháp phát triển hoạt động trung hạn và ngắn hạn của công ty. Ba, quyết định phương án đầu tư và các dự án đầu tư. Bốn, quyết định việc thành lập công ty con, chi nhánh hay việc mua lại cổ phần. Thế đấy là vai trò của hội đồng quản trị. Và hội đồng quản trị thì theo yêu cầu ấy, về số lượng thành viên này là từ 3 cho đến 11 người. 3 đến 11 người. Yêu cầu thứ hai là có ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. 20% là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì soi vào cái tiêu chuẩn này thì chúng ta thấy đây là cái thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Hòa Phát. Danh sách thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Hòa Phát là có 7 người. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Trần Đình Long, tỷ lệ sở hữu chiếm 26.08%. Ngoài ra còn các phó chủ tịch đây, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Doãn Gia Cường, ông Hoàng Quốc Việt, ông Nguyễn Việt Thắng và ông Nguyễn Ngọc Quang, tóm lại 7 người. Thì theo cái tiêu chuẩn này thì ít nhất 20% thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Vậy thì 2 × 7 = 14, tức là phải có 2 người, cần 2 người là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì bây giờ chúng ta soi xem trong 7 người này ai là thành viên hội đồng quản trị độc lập của tập đoàn Hòa Phát. Thì để soi được điều đó chúng ta cần phải căn cứ vào cái tiêu chuẩn của thành viên hội đồng quản trị độc lập. Tiêu chuẩn của thành viên hội đồng quản trị độc lập có rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà phải là những tiêu chuẩn, không là những tiêu chuẩn sau này. Một, không là người đang làm việc cho công ty. Hai, không là người đang hưởng lương thù lao từ công ty trừ các khoản phụ cấp mà thành viên hội đồng quản trị độc lập được hưởng. Ba, không là người có vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em ruột là cổ đông lớn của công ty. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần của công ty. Không phải là người đã từng là thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát của công ty ít nhất 5 năm liền trước đó. Thì căn cứ vào cái tiêu chuẩn này, chúng ta soi vào cái thành viên hội đồng quản trị của Hòa Phát ấy, chúng ta thấy chỉ hai cái người mà có tỷ lệ sở hữu dưới 1%. Đây, tỷ lệ sở hữu dưới 1% này. Đó là ông Hoàng Quang Việt, tỷ lệ sở hữu là 0,49%, và ông Nguyễn Việt Thắng là 0,32%. Thì hai ông này có thể sẽ là thành viên hội đồng quản trị. Nhưng khi xoay vào công việc cũng như cái việc làm của ông này thì chúng ta thấy này, ông Hoàng Quang Việt này vào công ty là năm 2001, thì nó lại vi phạm không là người đang làm việc tại công ty. Ông này cũng đang làm việc công ty đây. Ông Hoàng Quang Việt gia nhập Hòa Phát với vị trí phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng Hòa Phát đây. Ông Nguyễn Việt Thắng này cũng vi phạm điều kiện thứ hai là không phải là người đang làm việc cho công ty. Ông Nguyễn Việt Thắng có 20 năm kinh nghiệm cho tập đoàn Hòa Phát. Chốt lại, căn cứ vào cái tiêu chuẩn này chúng ta thấy rằng gì là
trong cái thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Hòa Phát thì không có thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì khi không có thành viên hội đồng quản trị độc lập thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Đó là vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì thành viên hội đồng quản trị độc lập sinh ra để làm gì? Hiểu đơn giản như thế. Mục đích của nó là các bạn hình dung này, tăng cường tính minh bạch trong các quyết định của hội đồng quản trị, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số và các chủ thể khác như chủ nợ và người lao động cũng như khách hàng. Thì đấy là cái vai trò của hội thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì mình lưu ý cho các bạn như này, cái hình dung này, cái thành viên hội đồng quản trị thành phần lớn chính là người đại diện và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông lớn. Vì vậy mà nhà nước yêu cầu là phải có 20% số người đại diện cho lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ. Mặc dù là nhỏ lẻ nhưng các bạn lưu ý này, ban lãnh đạo chỉ chiếm có 34,6% thôi. Còn cái nhỏ lẻ kia nó có thể chiếm tới 50 hay 50% đấy các bạn ạ. Vì người ta nhỏ, nhiều người và không có quyền quyết định trong cái hội đồng quản trị này. Thì mình đánh giá rằng là cái thành viên hội đồng quản trị không động vào hội quản trị độc lập ấy, về mặt tư duy thì rất là tốt, nhưng thực tế thì cái vai trò không nhiều, vai trò không nhiều trong cái việc đưa ra các cái quyết sách của hội đồng quản trị, và các quyết sách đó có công bằng hay không, có đảm bảo được lợi ích cổ đông nhỏ lẻ và thiểu số hay không, chính là do cái ông chủ tịch hội đồng quản trị đó chính ông Trần Đình Long. Bác Trần Đình Long, thì bác Trần Đình Long này được nổi tiếng là người có đạo đức, nổi tiếng là người có đạo đức, đảm bảo được lợi ích của các bên, trong đó cổ đông nhỏ lẻ. Thì hôm nay xảy ra cái vụ vi phạm như thế này thì không biết là công ty không nắm được luật hay cố tình không nắm được luật. Thì các bạn cũng lưu ý đưa cái bài báo này vào một trong tình trạng để theo dõi công ty cổ phần tập đoàn Hà Phát các bạn nhé. Nội dung video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.